Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng giá trị giao dịch thực tế trên thị trường để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá rõ về thực tế của những chia sẻ trên thị trường của bản thân tôi, để cộng đồng và nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải hiểu rõ làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc bất kỳ một ai ra ngoài trên thị trường giao dịch mà chỉ là phân tích về xu hướng nhận định trên thị trường rồi dùng TradingView để phán như đúng rồi, đó là hoàn toàn sai. Và tài khoản này thì được bản thân tôi áp dụng trên thị trường đây, để tôi kéo xuống cho nhà đầu tư có thể xem rõ. Tài khoản này được nạp vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 và tôi đánh đến nay với những giá trị điều tiết lệnh đã là gì nhỉ? Lên đây thì tài khoản đã là 1.600 USD trên thị trường với những minh chứng xuyên suốt trên thị trường, với những giá trị dẫn chứng thực tế trên thị trường để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá rõ về những thực tế của những kỹ năng giao dịch, từ những phương pháp đánh scalp, đánh swing, đánh lướt, đánh hẹp, đánh nhồi lệnh và phân bổ các khối lượng ra vào lệnh và điểm vào lệnh một cách phù hợp để tạo ra các giá trị cho bản thân, người đứng ra chia sẻ trên thị trường và những người giao dịch trên thị trường có thể nhìn nhận và kiểm chứng được những giá trị thực tế đấy ở trên thị trường. Và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ nếu giao dịch không được thì làm gì có giá trị minh chứng và trong thực tế. Đây là điều mà cộng đồng và nhà đầu tư nên xem xét, nhìn nhận và đánh giá lại. Và tôi giao dịch để chia sẻ cho nhà đầu tư và gửi đến nhà đầu tư với những giá trị tôi minh chứng và trong thực tế bằng kênh của bản thân chúng tôi ở trên thị trường, để cho cộng đồng và nhà đầu tư nhìn nhận và hiểu rõ về các giá trị vận dụng áp dụng này trên thị trường. Đây là cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải nỗ lực, phải chia sẻ, phải chứng minh, để dẫn chứng thực tế sao cho sát với cả thị trường để chia sẻ cả cộng đồng và nhà đầu tư và những giá trị chia sẻ trên thị trường. Toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng của bản thân tôi đều có thể nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ về những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường cũng có thể theo dõi với những biến động ở trên thị trường với những giá trị từ tài khoản nhỏ cho đến tài khoản lớn, với những giá trị khối lượng giao dịch khác nhau trên thị trường, để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị tôi đang truyền tải trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư không phải học viên của bên trung tâm đào tạo Forex mà inbox mà còn dùng nick giả trên thị trường và vào bắt tôi phải thế này hay thế kia. Xin lỗi nhà đầu tư, tôi không có trách nhiệm phải như vậy đối với cả những kẻ như vậy trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ để cảnh báo nhà đầu tư và chứng minh bằng thực tế của mình giao dịch ở trên thị trường, chứ không phải lên để mà gì nhỉ, phải giảng dài, phải thế này hay thế kia trên thị trường. Bởi vì tôi có làm IB hay ủy thác hay copy trade cũng như chẳng bao giờ tôi thèm tư vấn chiến lược, cũng chẳng có room để mà gì nhỉ, ra ngoài ở phân tích hay nhận định ở trên thị trường. Bởi vì đơn giản rằng giao dịch được thì chứng minh, dẫn chứng được, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị minh chứng và trong thực tế. Đó là điều hiển nhiên và cộng đồng và mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm, tìm hiểu bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này cũng cần phải hiểu rõ. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng người đứng ra chia sẻ họ phải minh chứng thực tế, họ phải chứng minh giá trị đó ở trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Người không vận dụng được, không giao dịch được, không chứng minh được thì xin lỗi nhà đầu tư không bao giờ có được lịch sử để cho nhà đầu tư và cộng đồng thấy rõ về những giá trị mà bản thân họ chia sẻ. Chính vì vậy rất nhiều kẻ trên thị trường giao dịch Forex này đến nỗi chia sẻ còn không dám xuất đầu lộ diện, và đến nỗi chứng minh toàn là chứng minh ở chuyến TradingView, rồi nhận định, phân tích, rồi đưa ra chiến lược như là đúng rồi, rồi gửi plan giao dịch, nhưng thực tế ra bọn chúng có vận dụng áp dụng được vào trong thị trường đâu. Đó là điều mà nhà đầu tư cần lưu ý. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận, tôi gửi đến nhà đầu tư với những giá trị minh chứng bằng thực tế trên thị trường, và xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công.